Khi mà chúng ta bị chẩn đoán là mỡ máu cao nha, thì chúng ta phải để ý xem là chúng ta bị cholesterol cao hay là triglycerides cao. Bởi vì là với mỗi một loại ấy, thì cái chế độ ăn kiêng nó sẽ khác nhau nha. Trong cái nội dung của video này thì bác sĩ Thủy xin được chia sẻ về cái chế độ ăn kiêng khi mà chúng ta bị tăng cholesterol máu. Thế còn triglycerides máu thì bác sĩ Thủy xin được làm một cái video khác để cho mọi người đỡ nhầm lẫn hai cái chế độ ăn kiêng với nhau nha. Vậy thì khi mà tăng cholesterol máu thì chúng ta nên ăn kiêng những cái loại thức ăn nào? Về mặt nguyên tắc, khi mà tăng cholesterol máu thì chúng ta cần giảm cái lượng chất béo bão hòa xuống. Cái chất béo bão hòa nó là một cái chất béo xấu mà có khả năng gây ra các cái mảng xơ vữa trong lòng mạch và dần dần thì gây nên các cái bệnh lý về tim mạch, để lại những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Giống như là trong một cái video trước bác sĩ Thủy đã đề cập đến nha. Và để giảm cái cholesterol máu xuống thì cái thức ăn đầu tiên mà chúng ta cần phải kiêng đó chính là mỡ động vật và các cái loại thịt mà có lẫn mỡ. Ví dụ như là món thịt xông khói chẳng hạn. Đây là một cái loại thịt mà lẫn rất nhiều mỡ. Cái vị của nó ăn thì rất là ngon, nhưng mà nó không tốt cho người tăng cholesterol máu. Hoặc là cái món thịt kho tàu chẳng hạn, nó thường được nấu từ thịt ba chỉ hoặc là thịt mà có lẫn mỡ thì mới ngon. Đặc biệt là cái món thịt kho tàu mà có cả trứng nha, thì lại càng làm tăng cholesterol máu. Hoặc là món thịt ba chỉ lợn luộc chẳng hạn, nó cũng là một cái món mà có lẫn rất là nhiều mỡ. Cái nhóm thức ăn thứ hai chúng ta cần phải giảm đó là các cái món mà dùng dầu mỡ để chiên rán nha. Ví dụ như là khoai tây chiên, ví dụ như là gà rán. Cái món gà rán này ngoài dùng dầu mỡ để chiên rán thì cái da gà chứa một lượng lớn cholesterol nha. Rồi thì các cái món thịt rán hoặc là cá rán. Cái nhóm thức ăn thứ ba mà người tăng cholesterol cần phải kiêng đó là các cái món mà có liên quan đến nội tạng động vật. Trong cái nhóm này thì có cái món cháo lòng, rồi thì món lòng lợn luộc. Nó làm những cái món khoái khẩu của khá là nhiều người. Tuy nhiên thì nó làm tăng cholesterol máu rất nhiều nha. Ngoài ra trong cái nhóm này còn có cái món ốc heo mà nhiều ba mẹ mua về hấp cho con ăn. Trong cái món ốc heo này nó có chứa rất nhiều cholesterol. Nếu như mà ăn nhiều và ăn kéo dài thì cái khả năng làm tăng cholesterol máu là cao. Một cái món ăn nữa cũng từ nội tạng động vật mà người tăng cholesterol máu cần phải kiêng đó là món pate. Món pate này được làm từ gan, có thể là gan lợn hoặc là gan gà, hoặc là cái món pate quý mà làm từ gan ngỗng, nó rất béo và ngon. Thì cái món pate này nó làm tăng cholesterol máu nhiều. Nếu như mà chúng ta đang bị tăng cholesterol máu thì cần phải kiêng cái món này nha. Ngoài ra thì còn có cái món thắng cố là một món ăn rất nổi tiếng của vùng Tây Bắc. Nguyên liệu chủ yếu của nó là từ lòng ngựa. Vì vậy nếu như mà chúng ta đang bị tăng cholesterol máu thì cũng phải kiêng cái món thắng cố này nha. Và còn một cái món ăn nữa mà rất nhiều nam giới yêu thích đó là món phở kê gà. Kê gà cung cấp nội tiết tố cho nam giới, tuy nhiên nó cũng chứa rất nhiều cholesterol. Vì vậy nếu như mà chúng ta đang bị tăng cholesterol máu thì phải kiêng cái món phở kê gà này nha. Cái nhóm thức ăn thứ tư mà người tăng cholesterol máu cần phải kiêng đó là da động vật. Trong cái nhóm thức ăn này thì có cái món giò lợn, nó là cái món khoái khẩu của rất là nhiều người. Tuy nhiên thì cái da lợn ấy nó cũng giống như là da gà, nó có khả năng làm tăng cholesterol máu của chúng ta lên rất là nhiều. Vì vậy khi mà chúng ta đang bị tăng cholesterol máu thì chúng ta phải kiêng cái món giò lợn này và kiêng tất cả các cái loại da động vật nha. Ví dụ như là da gà, da cá, da vịt, da ngan, da ngỗng, rồi thì là da bò, da dê. Ngoài ra còn có một số các cái món mà làm từ da lợn mà được rất nhiều người yêu thích, đó là món nem nắm, nem chua, rồi thì là món nộm tai. Nếu như mà chúng ta đang tăng cholesterol máu thì chúng ta cũng cần phải kiêng những cái món này nha. Một cái món ăn nữa mà người tăng cholesterol máu cần phải tránh đó là lòng đỏ trứng. Bình thường thì chúng ta có thể ăn 2 đến 3 quả trứng trong một tuần. Tuy nhiên khi mà chúng ta bị tăng cholesterol máu đó thì chúng ta chỉ nên ăn 1 quả trên một tuần, và tốt hơn thì là không nên ăn lòng đỏ trứng trong cái thời gian mà chúng ta đang bị tăng cholesterol máu nha. Một cái nhóm thức ăn nữa mà người tăng cholesterol máu cần phải giảm đó là thịt đỏ. Thịt đỏ này rất nhiều người thắc mắc là mặc dù nó là thịt nạc, thế vậy tại sao nó vẫn tăng cholesterol máu? Là bởi vì trong cái thành phần của thịt đỏ đấy, nó có chứa một cái lượng
chất béo bão hòa khá là cao. Nó nằm trong các cái lớp mỡ giáp rất là mảnh ở giữa các cái lớp thịt nạc. Ví dụ như là một cái miếng thịt bò mà chúng ta nhìn thấy nó hoàn toàn là nạc. Tuy nhiên trong đó nó có chứa tới 20% là mỡ nha. Với cái nhóm thức ăn này thì chúng ta chỉ cần ăn giảm đi thôi chứ không cần phải kiêng hoàn toàn. Bởi vì là nó còn cung cấp nhiều các cái chất dinh dưỡng khác, ví dụ như là đạm, sắt, vitamin. Một tuần chúng ta nên bổ sung 3 đến 4 bữa thịt đỏ nha. Khi mà giảm thịt đỏ đi rồi thì chúng ta nên chuyển sang ăn các cái loại thịt trắng, ví dụ như là thịt gia cầm, thịt cá. Đối với thịt gia cầm thì riêng cái thịt vịt ý, chúng ta cũng cần chú ý là cái thịt vịt mình nhìn nạc nhưng mà cái tỷ lệ mỡ giáp ở trong thịt cũng khá là cao. Vì vậy đối với gia cầm thì cái thịt vịt mình cũng ăn hạn chế thôi nha. Đối với cá thì chúng ta cũng chỉ nên ăn cái phần thịt nạc thôi. Còn cái phần da, phần mỡ và phần nội tạng của cá thì chúng ta cũng cần phải kiêng nha. Ngoài ra thì bác sĩ Thủy còn muốn chia sẻ một cái món ăn mà làm tăng cholesterol máu mà ít ai ngờ tới. Đó là món sữa bò. Nếu như mà chúng ta uống hàng ngày cái loại sữa bò nguyên chất đó thì có khả năng là sẽ bị tăng cholesterol máu. Trong trường hợp mà chúng ta đang trong cái tình trạng tăng cholesterol máu nha thì chúng ta nên sử dụng cái sữa bò tách béo. Có thể là tách béo hoàn toàn hoặc tách béo 1/3. Một cái món nữa mà người tăng cholesterol máu cần phải tránh đó là bánh kem. Phần kem mà phủ ngoài cái bánh bông lan này nó có khả năng làm tăng cholesterol máu nha mọi người. Một vài cái món ăn nhanh mà rất nhiều thanh thiếu niên yêu thích, nó có khả năng làm tăng cholesterol máu rất cao. Ví dụ như là hamburger, rồi thì là phô mai. Bất kể loại phô mai nào thì cũng nhiều cholesterol. Và cuối cùng, bác sĩ Thủy xin được chia sẻ một cái loại đồ uống mà không chỉ trẻ con mà cả người lớn đều yêu thích. Đó là món trà sữa. Cái món trà sữa này được pha chế từ sữa đặc hoặc là sữa bột nguyên kem hoặc là sữa tươi. Vì là cái thành phần sữa ở trong trà sữa khá là lớn, thế nên là nếu như mà chúng ta uống nhiều và uống hàng ngày thì nó cũng có nguy cơ làm tăng cholesterol máu. Thậm chí là có người bác sĩ Thủy thấy là nghiện trà sữa luôn nha. Vì vậy nếu như mà chúng ta đang trong cái tình trạng tăng cholesterol máu thì chúng ta cũng phải kiêng cái món trà sữa này nha. Hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Thủy có thể giúp ích được phần nào trong việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Nếu như mà bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy dành tặng bác sĩ Thủy Triệu một like và đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận được những cái thông tin hữu ích sớm nhất nha.